Giới thiệu đây là một chiếc đồng hồ để bàn cổ của Trung Quốc. Chiếc đồng hồ này thì ra đời từ rất là lâu rồi, từ những năm 70, thậm chí là còn lâu hơn đấy, của thế kỷ trước. Nhưng mà chiếc này thì còn rất là đẹp, máy móc chạy rất là êm, có cả nhiệt kế để đo độ luôn, đo nhiệt độ vẫn còn nguyên nguyên màu sơn, nguyên màu thời gian đã khoác lên mình nó. Chắc chắn là các bác cũng đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở đâu đó trong quá khứ đúng không? Bởi vì là ngày xưa Việt Nam mình khó khăn, nhất là cái thời bao cấp, thì nhà nào mà có điều kiện có chiếc đồng hồ này thì cũng đã là một cái gia tài lớn rồi. Bây giờ có những người người ta rất là thích, người ta muốn tìm lại một cái kỷ vật của gia đình ngày xưa. Tức là những bác nào mà đã gia đình ngày xưa có chiếc đồng hồ như thế này mà bị thất lạc mất, mà bây giờ muốn tìm lại một cái ký ức kỷ niệm của mình, thì các bác liên hệ với em để sở hữu nó. Cũng là cái câu trong giới chơi đồ xưa là quý vật tìm quý nhân, tức là các anh có tiền nhưng các anh bỏ tiền ra để các anh đi tìm đồ đúng ý của các anh nhưng không tìm được, không có đấy. Thế nhưng mà vô tình ấy, thì các anh lại nhìn thấy nó đấy, mà trong khi đó trong đầu mình là không có cái ý tưởng đi tìm nó. Thế cho nên là người ta gọi là quý vật tìm quý nhân đấy. Đây nguyên màu, nguyên cả những cái vết thời gian này luôn, còn sơn còn rất là bóng này. Nên những chỗ này mà bác nào mà về mà thích thì có thể làm một chút sơn để mình quét lại, hoặc không mình cứ để nguyên màu thời gian này chơi cho nó chất. Đấy, nút lên dây, nút lên cót chuông, nút chỉnh giờ, nút chỉnh chuông đều đầy đủ hết. Mặt trước bằng thép mạ inox. Ngày xưa thì nghe cái tiếng tích tắc này của nó, nhất là về ban đêm, nó có một cái tiếng tích tắc này không thể lẫn vào đâu được. Nhà tôi có một cái mà cái tiếng tích tắc này nó đi theo mình, đến bây giờ mình vẫn nhớ cái tiếng tích tắc này. Thế nên là mới sưu tầm nó vậy. Thế nhưng bây giờ thì mình có rất là nhiều đồng hồ đeo tay, treo tường. Thế bây giờ thì muốn giao lưu cho bác nào chiếc đồng hồ này mà ngày xưa gia đình mình đã có, bây giờ muốn tìm lại cái kỷ niệm. Các bác muốn sở hữu thì liên lạc với em theo số điện thoại, liên lạc bằng Zalo cũng được, 0911 000 689. Đấy, anh em trước lạ sau quen, cứ kết bạn Zalo với nhau, hỏi thăm sức khỏe, rồi công việc, cuộc sống. Còn mua bán là một chuyện, mua được bán được thì là cái duyên, cái mà cơ may, mà không thì thôi anh em coi như là gặp gỡ giao lưu với nhau đấy, đấy là một cái hạnh phúc. Đấy, chiếc đồng hồ rất là đẹp. Dành cho những bác nào muốn tìm lại ký ức tuổi thơ trong gia đình mình ngày xưa đã có mà để thất lạc mất nó, thì bây giờ chính nó là vật các bác sẽ sưu tầm và muốn sở hữu. Đấy, xin chào các bác, hãy liên lạc với em theo số điện thoại đó nha.
Ok, chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả.